X51 Story mến chào quý thính giả. Nikola Tesla, sinh năm 1856, mất năm 1943, sinh ra tại Smiljan, Đế quốc Áo, nay thuộc Croatia, là một nhà phát minh và kỹ sư, nổi tiếng với việc thiết kế ra hệ thống điện xoay chiều, AC. Đây là hệ thống điện phổ biến được sử dụng trên toàn thế giới ngày nay. Ông cũng góp công chế tạo ra cuộn dây Tesla, gồm một cuộn sơ cấp và một cuộn thứ cấp, linh kiện mà cho tới nay vẫn được sử dụng trong công nghệ vô tuyến. Nikola là một trong năm người con của một gia đình thuộc tầng lớp khá giả tại Đế quốc Áo. Từ thuở còn thơ, sự quan tâm của cậu bé Nikola đối với các phát minh sáng tạo đã được đánh thức bởi mẹ của ông, Zuka Manik, người thường xuyên chế tạo ra các thiết bị gia dụng nhỏ trong nhà mỗi khi rảnh rỗi. Thế nhưng, cha của Tesla, Milutin Tesla vốn dĩ là một linh mục người Serbia kiêm nhà văn lại luôn thúc đẩy con trai mình gia nhập một tổ chức giáo hội. Bất chấp mong muốn của cha, cậu bé Nikola quyết tâm chỉ yêu thích và tập trung vào các môn khoa học. Sau khi tốt nghiệp trung học, Tesla theo học ngành kỹ thuật và vật lý vào những năm 1870 ở thành phố Budapest, Hungary, đồng thời ông tích lũy kinh nghiệm thực tế khi làm việc tại Continental Edison, một công ty trong lĩnh vực năng lượng điện vào đầu những năm 1880. Trong thời gian sống và làm việc tại đây, Tesla lần đầu tiên nảy ra ý tưởng về động cơ cảm ứng, nhưng thất bại trong nỗ lực thu hút sự quan tâm của truyền thông và giới khoa học đến phát minh của mình. Ở tuổi 28, Tesla quyết định rời trời Âu để đến với Hoa Kỳ. Đó là vào năm 1884, khi Tesla đặt chân đến nơi đất khách quê người, với vỏn vẹn một bộ quần áo trên lưng và một lá thư giới thiệu tới nhà phát minh, kiêm ông trùm kinh doanh nổi tiếng Thomas Edison. Bị ấn tượng với tài năng và những ý tưởng đột phá của Tesla trong lĩnh vực năng lượng điện, Thomas Edison đã ngay lập tức thuê Tesla, và hai người đã sớm trở thành cặp bài trùng, làm việc cùng nhau không biết mệt mỏi để cải tiến các phát minh của Edison. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, họ đường ai nấy đi do hai cá tính rất mạnh và vô cùng khác biệt. Trong khi Edison là một nhân vật quyền lực tập trung vào tiếp thị và thành công tài chính, thì Tesla lại khá lạc lõng về mặt thương mại và có phần dễ bị tổn thương. Năm 1885, Tesla nhận được một khoản tài trợ cho công ty đèn điện mang tên mình, và được các nhà đầu tư của ông giao cho nhiệm vụ phát triển hệ thống chiếu sáng hồ quang cải tiến. Tuy nhiên sau khi thành công, Tesla lại bị buộc phải rời khỏi liên doanh, và đã có một thời gian khó khăn khi phải làm việc như một người lao động chân tay để tồn tại. Sau 2 năm, vận may của Tesla cuối cùng cũng mỉm cười với ông, khi nhà phát minh người Mỹ gốc Serbia nhận được một khoản tài trợ khác cho công ty điện Tesla mới thành lập, và cột mốc này đã thay đổi cuộc đời ông. Trong suốt sự nghiệp của mình, Tesla đã khám phá, thiết kế và phát triển ý tưởng cho một số phát minh quan trọng. Hầu hết trong số đó đã được cấp bằng sáng chế ngay lập tức bởi các nhà phát minh khác, bao gồm máy phát điện, tương tự như pin, và động cơ cảm ứng. Ông cũng là người tiên phong trong việc khám phá ra công nghệ radar, công nghệ tia X, sóng điều khiển từ xa và từ trường quay cơ sở của hầu hết các hệ thống dùng điện xoay chiều. Trong đó, hệ thống điện xoay chiều, AC, được thiết kế bởi Tesla có lẽ là phát minh vĩ đại nhất của ông. Theo định nghĩa, dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều biến thiên tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian. Trong đó, những thay đổi này thường diễn ra tuần hoàn theo một chu kỳ nhất định. Dòng điện xoay chiều thường được tạo ra từ các máy phát điện xoay chiều hoặc được biến đổi từ nguồn điện một chiều bởi một mạch điện chết, thường gọi là bộ nghịch lưu. Trong kỹ thuật điện, nguồn xoay chiều được viết tắt tiếng Anh là AC, Alternating Current, và được ký hiệu bởi hình tương đương, dấu ngã tượng trưng cho dạng sóng hình sin. Năm 1887, ý tưởng về hệ thống điện xoay chiều của Tesla lần đầu tiên thu hút sự chú ý của kỹ sư kiêm doanh nhân người Mỹ George Westinghouse, người đang tìm kiếm một giải pháp cung cấp điện đường dài cho quốc gia. Tin chắc rằng những phát minh của Tesla sẽ giúp ông thực hiện được điều này, Westinghouse đã mua bằng sáng chế của Tesla với giá 60.000 đô la Mỹ dưới dạng tiền mặt và cổ phiếu tại Westinghouse Corporation. Lúc bấy giờ, hệ thống AC của Tesla đã phải cạnh tranh trực tiếp với Thomas Edison, người cũng đang có ý định bán hệ thống dòng điện một chiều, DC, cho quốc gia. Edison đã phát động một chiến dịch chống lại AC, cho rằng nó nguy hiểm và có thể giết người. Tesla đã phản công bằng cách công khai cho mình chịu cú sốc 250.000 V để chứng minh sự an toàn của AC. Cuối cùng, dòng điện xoay chiều đã chiến thắng cuộc chiến. Thật không may cho Edison, tập đoàn Westinghouse rốt cuộc đã được chọn để cung cấp ánh sáng sau buổi trình diễn của Tesla tại triển lãm Columbian Thế giới năm 1893 ở Chicago. Với cương vị cá nhân, Tesla cũng đã chính thức đánh bại người cộng sự Edison trong cuộc đua của riêng họ. Năm 1895, Tesla tiếp tục đạt thành tựu khi giải pháp của ông được chọn để lắp đặt tại một trong những nhà máy thủy điện xoay chiều đầu tiên ở Mỹ, cụ thể là tại thác Niagara. Vào năm tiếp theo, điện xoay chiều chính thức được sử dụng để cung cấp điện cho thành phố Buffalo, New York, sau một chiến lược marketing thành công, và từ đó đã gián tiếp giúp phát minh này của Tesla tiến xa hơn trên con đường trở thành hệ thống điện thế giới. Nhìn lại,
hệ thống điện của Tesla đã tạo ra cuộc cách mạng khi nhanh chóng trở thành một phát minh ưu việt, được ứng dụng rộng rãi vào đời sống của người dân. Cho đến nay, điện xoay chiều vẫn là tiêu chuẩn chung trên toàn thế giới. Vào cuối thế kỷ 19, Tesla tiếp tục được cấp bằng sáng chế cho phát minh với cuộn dây Tesla đóng vai trò là trái tim của mạch điện, từ đó đặt ra nền tảng cho các công nghệ không dây và trong công nghệ vô tuyến sau này. Bản thân Tesla cũng đã sử dụng phát minh của mình để nghiên cứu ra nhiều khái niệm mới như huỳnh quang, tia X, tia vô tuyến, điện không dây và điện tử trong trái đất. Mặc dù trong suốt nhiều thập kỷ, Tesla với tư cách là một nhà phát minh đại tài đã là một phần của xã hội thượng lưu ở New York, nhưng tuổi tác và nghèo đói đã khiến ông ngày càng bị cô lập. Bị ám ảnh bởi việc truyền dẫn năng lượng không dây, khoảng giữa năm 1900, Tesla bắt đầu thực hiện dự án táo bạo nhất của mình, đó là xây dựng một hệ thống liên lạc không dây có quy mô toàn cầu, được truyền qua một tòa tháp điện lớn, với khả năng chia sẻ thông tin và cung cấp năng lượng miễn phí trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khi Tesla chưa kịp thực hiện ý tưởng của mình, thì các nhà đầu tư của dự án đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về tính hợp lý của nó và lặng lẽ rút vốn, khiến Tesla nổi điên. Cùng thời điểm, Guglielmo Marconi, đối thủ của Tesla, với sự hỗ trợ tài chính của Andrew Carnegie và Thomas Edison, đã tiếp tục đạt được những bước tiến vượt bậc với các công nghệ vô tuyến của riêng mình, khiến Tesla không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ dự án. Hai năm sau, Tesla tuyên bố phá sản, còn tòa tháp và toàn bộ công trình đã bị tháo dỡ, rồi bán lấy phế liệu, và dùng để trả các món nợ mà Tesla phải chịu trong suốt nhiều năm. Những ý tưởng của ông cũng được xem là ngày càng trở nên kỳ quặc và thiếu thực tế. Ông được người ta nhắc đến nhiều với biệt danh nhà phát minh lập dị và dành nhiều thời gian của mình để sống ẩn dật, vô gia cư trong các công viên của thành phố New York. Một trong những tin đồn khá phổ biến về nhà khoa học Tesla, đó là ông đã từ chối nhận giải thưởng Nobel kèm theo số tiền thưởng $20,000 vào năm 1915 vì không muốn chia sẻ giải thưởng đó với Thomas Edison. Vậy tin đồn này có đúng không và câu chuyện thực sự bị che giấu là gì? Tin đồn này bắt nguồn từ một bài báo đăng trên tờ New York Times được xuất bản vào ngày 7 tháng 11 năm 1915. Theo đó, tờ báo này đã đăng một thông báo ngắn gọn với nội dung rằng hai nhà khoa học Nikola Tesla và Thomas Edison là đồng chủ nhân của giải Nobel vật lý năm 1915. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã được chứng minh là sai bởi chủ nhân giải thưởng Nobel vật lý năm đó là của cha con William Bragg. Nhưng tin đồn chưa dừng lại ở đó. Người ta đồn rằng Tesla và Edison thực sự nhận được giải Nobel nhưng họ từ chối chia sẻ giải thưởng với nhau, nên hội đồng Nobel đã quyết định trao giải cho người khác. Vậy có chuyện này không? Đáp trả lại tin đồn, hội đồng Nobel đã tuyên bố dứt khoát rằng họ không bao giờ rút lại giải thưởng chỉ vì người được trao giải từ chối nhận nó. Vậy Tesla và Edison phản ứng ra sao với tin đồn? Về phía Edison, ông chưa bao giờ lên tiếng về tin đồn này. Còn Tesla, mới đầu, khi có tin đồn mình được trao giải Nobel, Tesla tỏ ra khá phấn khích khi trả lời báo chí. Tôi có thể kết luận rằng vinh dự này được trao cho tôi là nhờ những khám phá về ý tưởng truyền tải điện không dây. Có thể thấy, Tesla cũng rất coi trọng giải thưởng Nobel và coi đó là một vinh dự. Sau đó, khi biết kết quả, Tesla tỏ rõ sự thất vọng. Trong một bức thư gửi cho một người bạn, ông đã chia sẻ. Trong 1000 năm nữa, sẽ có nhiều chủ nhân của giải Nobel, nhưng tôi đã có không dưới 40 phát minh, sáng chế mang tên mình. Đó là những vinh dự thật sự và vĩnh cửu, được công nhận bởi cả thế giới, những người hiếm khi mắc sai lầm, chứ không phải từ số ít những người dễ mắc sai lầm. Ngoài ra, trong giai đoạn này Tesla cũng đang rất cần tiền vì ông đang gặp rắc rối lớn về tài chính. Do đó, khó có việc ông từ chối giải thưởng Nobel và số tiền $20,000 đi kèm. Thực tế, chỉ một năm sau đó năm 1916, ông đã tuyên bố phá sản. Như vậy, có thể kết luận rằng nhà khoa học Nikola Tesla chưa từng nhận được giải Nobel bất chấp tài năng phi thường của mình. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự cho tới nay vẫn còn là bí ẩn chưa lời giải đáp. Tuy nhiên, chắc chắn không có chuyện Tesla từ chối giải Nobel. Một trong những bí ẩn nổi tiếng gắn liền với Nikola Tesla là nỗi ám ảnh về ba con số 3, 6, 9, đồng thời cho rằng chúng là chìa khóa để mở ra vũ trụ. Theo lý giải của All That Interesting, ba con số này dường như có liên quan đến một mô hình toán học và thậm chí gắn liền với cả lịch sử loài người. Nó giống như cách chúng ta bắt đầu từ số 1, sau đó lần lượt gấp đôi những số tiếp theo, sẽ được một dãy số như 1, 2, 4, 8, 16. Nhà khoa học Marco Rodin tin rằng chúng đại diện cho một trường thông lượng hay một vector từ chiều thứ 3 và thứ 4. Ba con số cũng thường xuyên xuất hiện trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là số 3. Thí dụ như kim tự tháp với các mặt hình tam giác, thuyết ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong Kitô giáo. Bản thân Tesla cũng từng tuyên bố bộ ba, năng lượng, tần số và rung động chứa đựng những bí mật của vũ trụ. Khi còn sống, Tesla luôn coi các con số được lặp lại theo một quy tắc là linh thiêng. Ông đi bộ xung quanh một tòa nhà 3 lần trước khi bước vào, rửa tay 3 lần liên tiếp vì sợ vi khuẩn. Trước khi ăn, ông dùng tới 18 chiếc khăn sạch để lau bóng dụng cụ ăn,
không bao giờ sử dụng một chiếc khăn hai lần và luôn đeo găng tay khi dùng bữa, 18 chia hết cho 3, 6 và 9. Nỗi ám ảnh của Tesla còn được thể hiện theo những cách đáng sợ, điển hình như ông chỉ ở các phòng khách sạn có số chia hết cho 3. Vì tính cách lập dị và những tuyên bố kỳ lạ và khó tin về sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Tesla bị cô lập và bị coi là một nhà bác học điên lúc cuối đời. Trong những tháng ngày cuối đời, Tesla liên tục chuyển qua lại ở những phòng trọ giá rẻ, để rồi người ta tìm thấy ông qua đời tại căn phòng số 3327. Lý thuyết 3, 6, 9 của Tesla vẫn có sức sống tới tận ngày nay. Ví dụ như trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một số người dùng cố gắng đạt được ước mơ của họ bằng cách viết ra những điều họ muốn 3 lần vào buổi sáng, 6 lần vào buổi chiều và 9 lần vào buổi tối. Điều này có thể khác xa những gì Tesla hình dung về ý nghĩa của 3 con số trên, nhưng đó là bằng chứng cho thấy những ý tưởng của ông không hề mờ nhạt theo thời gian. Ngoài ra, Tesla còn bị mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD, ông không chạm vào bất cứ thứ gì hơi bẩn, tóc, bông tai, thậm chí là các loại quả tròn. Tesla qua đời vì chứng huyết khối mạch vành vào ngày 7 tháng 1 năm 1943, ở tuổi 86 tại thành phố New York, nơi ông đã sinh sống và làm việc gần 60 năm. Thế nhưng, di sản của Tesla để lại cho nhân loại vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Năm 1994, một biển báo có tên Ngã tư Nikola Tesla đã được lắp đặt gần khu vực phòng thí nghiệm cũ của ông tại giao lộ của đường 40 và đại lộ 6, thành phố New York. Không có một con số chính xác về IQ của Nikola Tesla. Tuy nhiên, dựa vào những thành tựu mà ông đạt được, các nhà nghiên cứu ước tính IQ của Tesla nằm trong khoảng 160 đến 310, nằm trong top 40 người thông minh nhất mọi thời đại. Có thể nói Nikola Tesla là một nhà phát minh vĩ đại với tài năng phi thường. Mặc dù chưa từng nhận được giải Nobel nhưng những phát minh, tất cả các thiết kế của ông khoảng 300 trong số đó được cấp bằng sáng chế đều hướng tới tương lai và đó là lý do mọi người gọi ông là nhà phát minh gia thế kỷ 20. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.